Hãng Reuters ngày 9 tháng 11 dẫn lời hai quan chức Mỹ xác nhận một máy bay không người lái UAV MQ-9 Viper, biệt danh chim săn mồi, của quân đội nước này vừa bị lực lượng Houthi bắn hạ ngoài khơi Yemen. Dù trước đây lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn cũng từng bắn rơi các UAV của Mỹ, sự việc mới nhất xảy ra vào thời điểm đặc biệt căng thẳng trong khu vực. Giới chức Mỹ cho hay chiếc UAV được sản xuất bởi hãng General Atomics, Mỹ, đã rơi ngoài khơi bờ biển Yemen, nhưng không nói rõ liệu nó có đang bay trong không phận quốc tế hay không. Một phát ngôn viên Houthi ra thông cáo cho biết, lực lượng này bắn rơi chiếc UAV tại vùng trời trên lãnh hải Yemen. Hồi năm 2019, các UAV của Mỹ từng bị Houthi bắn rơi hai lần. Lực lượng phòng không đã bắn hạ một chiếc MQ-9 của Mỹ khi nó đang thực hiện các hoạt động gián điệp và giám sát thù địch trong vùng lãnh hải của Yemen như một phần hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Israel, theo AFP dẫn nội dung thông cáo. Houthi đã giành quyền kiểm soát thủ đô Sana'a của Yemen vào năm 2014 và kiểm soát nhiều vùng đất tại quốc gia này. Trong một diễn biến khác tại Trung Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết các máy bay chiến đấu của Mỹ đã oanh tạc một địa điểm có liên kết với Iran tại miền đông Syria vào ngày 8 tháng 11 nhằm trả đũa các vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ. Đây là lần thứ hai trong khoảng 2 tuần Mỹ nhắm vào một địa điểm ở Syria mà họ cho là có liên quan Iran. Theo thông cáo do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố hôm 8 tháng 11, cuộc tấn công do hai máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ tiến hành nhằm vào một cơ sở lưu trữ vũ khí ở Syria. Cuộc tấn công tự vệ chính xác này là hành động đáp trả một loạt cuộc tấn công do các nhánh của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và lực lượng cất tiến hành nhằm vào lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố. Tổng thống không có ưu tiên nào cao hơn sự an toàn của lực lượng Mỹ, và Tổng thống đã chỉ đạo hành động ngay hôm nay để làm chứng tỏ rằng Mỹ sẽ bảo vệ chính mình, nhân viên và lợi ích của mình, Bộ trưởng Austin nhấn mạnh. Ông Austin cũng cảnh báo về bất kỳ sự leo thang nào trong các hành động gây hấn, đồng thời tuyên bố, Mỹ đã chuẩn bị đầy đủ để thực hiện các biện pháp cần thiết hơn nữa nhằm bảo vệ người dân và các cơ sở của Mỹ. Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng khẳng định, lực lượng Mỹ tiếp tục thực hiện bất kỳ nhiệm vụ tấn công nào chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, IS, tự xưng, ở Iraq và Syria. Hiện chưa có thông tin về thương vong sau trận tập kích của Mỹ ở Syria. Ngay sau thông báo của Bộ trưởng Austin, truyền thông Liban đưa tin căn cứ quân sự của Mỹ tại mỏ dầu khí Conoco ở miền đông Syria đã bị tên lửa và máy bay không người lái tấn công. Động thái quân sự mới nhất của Mỹ diễn ra gần 2 tuần sau khi Lầu Năm Góc tiến hành cuộc tấn công nhằm vào hai tòa nhà khác ở Syria mà Mỹ cho rằng đã được Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và các nhóm liên quân sử dụng. Lầu Năm Góc trước đó đã nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công vào cuối tháng 10 chỉ nhằm mục đích phòng vệ và bảo vệ lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria. Theo Lầu Năm Góc, các cuộc tấn công này tách biệt với cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và Hamas và không dẫn đến sự thay đổi trong cách tiếp cận của Mỹ đối với cuộc xung đột Israel-Hamas. Các căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria và Iraq đã bị tấn công ít nhất 38 lần kể từ khi căng thẳng gia tăng trong khu vực do cuộc chiến Israel-Hamas. Đài truyền hình Al-Mayadeen dẫn các nguồn tin hôm 7 tháng 11 cho biết âm thanh của vụ nổ đã được nghe thấy tại một căn cứ do Mỹ kiểm soát gần mỏ khí đốt Conoco ở tỉnh Deir ez-Zor của Syria. Quân đội Mỹ đã kiểm soát khu vực dầu mỏ ở phía đông bắc Syria kể từ năm 2014 với mục tiêu đối phó với IS. Iran đã nhiều lần cảnh báo rằng các lực lượng khác nhau trong khu vực sẽ không ngồi yên và các mặt trận mới sẽ được mở ra nếu Washington tiếp tục hỗ trợ Israel ném bom Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mohammad Reza Esqiani ngày 5 tháng 11 cảnh báo Mỹ có thể sẽ đối mặt với một cuộc tấn công nghiêm trọng nếu Washington không can thiệp để khép lại cuộc chiến giữa Israel-Hamas. Nhà Trắng cáo buộc Iran đã tích cực tạo điều kiện cho các nhóm mà Tehran hậu thuẫn thực hiện các vụ tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq và Syria. Ít nhất 45 quân nhân Mỹ bị thương trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa ở Iraq và Syria. Vụ tấn công ngày 18 tháng 10 nhằm vào căn cứ không quân Anasat ở Iraq đã khiến một nhà thầu Mỹ thiệt mạng khi đang trú ẩn. Sau khi xung đột bùng phát ở Gaza, Mỹ đã triển khai loạt khí tài và binh sĩ tới Trung Đông, bao gồm tàu ngầm mang tên lửa hành trình và hai nhóm tác chiến tàu sân bay. Lầu Năm Góc tuyên bố động thái này nhằm gửi thông điệp răn đe tới các lực lượng thù địch trong khu vực. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.